Chào các bạn, rất là nhiều bạn hỏi mình là làm thế nào có thể hủy được gói đăng ký Zoom Pro hoặc là Zoom bản quyền, đúng không ạ? Để có thể mỗi tháng nó sẽ không bị trừ tiền nữa. Thì mình làm video này để hướng dẫn cho các bạn cái cách mà hủy gói đăng ký. Đầu tiên là các bạn vào cái trang nó tên là zoom.us. Đấy, thì đây là chính là cái trang chủ của phần mềm Zoom. Sau đó thì bạn ấn vào cái nút đăng nhập này để bạn đăng nhập vào cái tài khoản của mình, cái tài khoản mà bạn muốn hủy. Đấy, sau đó thì bạn đăng nhập vào. Mình thì mình đăng nhập bằng Google. Rồi, chúng ta chờ một lát để nó đăng nhập xong. Đấy, sau đó thì nó sẽ ra một cái giao diện như này. Mình kiểm tra thử xem đây có đúng là cái tài khoản mình cần hủy không. Mình ấn ở đây. Đấy, d3design.vn. Thế mà nó ghi là được cấp phép. Được cấp phép này là chính là cái tài khoản này là đang được đăng ký. Đúng không? Đang là tài khoản Zoom Pro, Zoom bản quyền. Đấy, nếu mà nó ghi chữ basic là không phải là tài khoản được trả phí, nhưng nó ghi được cấp phép này là đây là tài khoản đang được trả phí, đúng không ạ? Thì cái làm sao để chúng ta có thể hủy được các cái gói này, mình kéo xuống đây, mình ấn vào cái dòng nó tên là quản lý tài khoản. Đấy, sau đó thì mình kéo xuống, mình ấn vào cái dòng tên là thanh toán như thế này. Rồi, ở đây nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Thì nó có một số các cái tính năng này, nó hiện lên ở đây rõ cho mình này. Hiện tại số lượng của mình đang mua là một cái Zoom bản quyền, và nó hình thức trả là hàng tháng này, hàng tháng. Đấy, và cái hiệu lực này nó bắt đầu cái ngày gần nhất nó trả là ngày 30 tháng 6. Thì là cứ đến ngày 30 hàng tháng là nó lại tự trừ tiền vào cái tài khoản của mình. Vậy là đến ngày 30 tháng 7 nó lại tiếp tục trừ tiền của mình, đúng không ạ? Thì hiện tại mình đang đăng ký cái Zoom 100 người. Cứ mỗi đến ngày 30 thì nó lại trừ của mình là 350.000. Đấy, nó cứ trừ đến bao giờ hết thì thôi, không bao giờ mà nó ngừng cho đến khi mình hủy nhá. Cái này nó rất là một cười, đó là ấy, nó cứ trừ cho đến bao giờ mình hủy thôi. Nếu mà tài khoản mình hết tiền ấy, nó vẫn cho dùng tiếp, nhưng mà nó sẽ lưu vào đó để bao giờ mình nạp tiền là nó trừ hết tiền của mình luôn. Đấy, thế làm thế nào để hủy đi? Ví dụ là hiện tại là mình đăng ký một cái loại tài khoản rẻ hơn, mình không muốn dùng đấy, mình hủy đi. Thì làm cách nào để mình hủy để nó không trừ tiền mình nữa? Thì ở đây nó sẽ có những cái tính năng này. Ví dụ là chúng ta ấn vào cái chỉnh sửa gói này. Đấy, mình muốn là hoặc là mình muốn chỉnh sang cái gói mới, gói đắt tiền hơn. Đấy, ở đây nó đang báo này 15 đô một tháng, đó là khoảng tầm 350 một tháng. Đấy, mình có thể chỉnh theo mua nhiều hơn. Đấy, thế bây giờ làm thế nào để hủy đi? Thì chúng ta xem ở đây nó có một cái nút gọi là nút hủy gói này. Chúng ta nhìn không ạ? Chúng ta ấn vào cái nút hủy gói này. Đấy, vậy là nó ghi là gói đăng ký của bạn sẽ được thanh toán đến ngày 30 tháng 7 là nó lại tiếp tục trừ tiền vào tài khoản của mình. Thì mình ấn vào hủy gói đăng ký này là đến ngày 30 tháng 7 là nó sẽ không hủy nữa, nó sẽ không trừ tiền của mình nữa, đúng không ạ? Đó, nhá, các bạn chỉ cần ấn vào nút hủy gói đăng ký này là lập tức nó sẽ hủy, đúng không ạ? Mình thì mình sẽ để đến gần cuối ngày mình hủy. Đó, thì đó là cái cách mà chúng ta hủy, chỉ đơn giản là chúng ta đăng nhập vào cái trang zoom.us, sau đó thì chúng ta ấn vào phần quản lý tài khoản này, ấn vào phần thanh toán và chúng ta ấn từ hủy gói là xong. Đó là cái cách mà chúng ta có thể hủy một cách rất là đơn giản. Ok, thì đó là toàn bộ video mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Thì hy vọng cái video này nó hữu ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo.